Kylian Mbappe vẫn đang là cái tên nhận được rất nhiều thời lượng trên mặt báo số ra vài ngày gần đây. Kỳ chuyển nhượng mùa đông đang mở cửa, và nếu như không muốn mất trắng cầu thủ số 1 trong đội hình của mình, Paris Saint-Germain sẽ phải tìm cách để thanh lý anh ta đến một tập thể nào đó. Lập trường của Mbappe thì vẫn sáng nắng chiều mưa, chưa biết thế nào. Còn theo như báo chí nước Pháp thì đội bóng thành Paris vẫn mong muốn gia hạn hợp đồng ngay trước khi mọi thứ chấm dứt. Theo lẽ thường, khi thời hạn giao kèo chỉ còn có 6 tháng, Mbappe sẽ được quyền thoải mái thương lượng với những bến đỗ tiềm năng mà mình mong muốn cập bến. Hiện tại chỉ có 2 đội bóng có tham vọng chinh phục cầu thủ này, một đến từ Tây Ban Nha và một là từ xứ sương mù. Cái tên đầu tiên thì thôi, chúng ta chẳng cần nhắc lại nữa. Nhìn chung thì dù có chấn thương, khả năng là họ sẽ không chấp nhận tự đưa tay vào trong cho một thương vụ mang đến nhiều nghi ngờ như vậy. Còn câu lạc bộ còn lại, đó không ai khác ngoài Liverpool, một tập thể vẫn luôn thể hiện được sức mạnh tại nước Anh trong nửa thập kỷ dưới kỷ nguyên của Jurgen Klopp. Kylian Mbappe muốn đến Liverpool để thỏa theo ước nguyện của mẹ. Anh đã chia sẻ điều này trong một buổi phỏng vấn với tờ Marca ngay sau khi việc gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain được ký kết. "Vâng, tôi chân thành. Tôi đã nói chuyện với Liverpool vì màu đỏ là màu yêu thích của mẹ tôi và mẹ tôi yêu Liverpool. Tại sao? Tôi không biết, hãy hỏi bà ấy. Chúng tôi đã gặp họ vài năm trước khi tôi ở Monaco. Đó là một câu lạc bộ tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi nói chuyện với họ một chút nhưng không nhiều." Mẹ của Kylian Mbappe là bà Faiza Lamari đã làm người đại diện cho con trai của mình trong một khoảng thời gian rất dài, từ đầu sự nghiệp cho đến hiện tại. Tiếng nói của bà đương nhiên là có mức độ ảnh hưởng rất lớn. Và dĩ nhiên khi mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nếu như siêu sao người Pháp thực sự cập bến đội chủ sân Anfield thì cũng là một điều nằm trong khả năng. Sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi về một cầu thủ đã có 5 mùa giải trở thành vua phá lưới tại Ligue 1, gồng gánh đội tuyển vào đến 2 trận chung kết World Cup. Tuy vậy thì vấn đề trước mắt lại đang nằm ở giá trị và thái độ của cầu thủ này nhiều hơn. Mức lương của Mbappe hiện tại đang nhận tại Paris Saint-Germain là khoảng 72 triệu euro, trong khi người đang hưởng đãi ngộ lớn nhất tại The Kop là Salah, với con số chỉ bằng 1/3 như vậy. Mà ngay việc để cho Hoàng đế Ai Cập có được mức ưu đãi chưa từng có như vậy, nó cũng sẽ khiến Liverpool có khả năng phải trả giá nếu như thành tích của những mùa giải kế tiếp không được trơn tru. Salah hiện tại đã 31 tuổi. Có những nguồn tin cho rằng Liverpool muốn có được chữ ký của Mbappe trong phiên chợ hè để thay thế cho số 11. Nghe thì cũng khá thuyết phục khi mà đầu mùa giải năm nay thì Hoàng đế Ai Cập đã nhận được những lời đề nghị từ Trung Đông. Nếu như Saudi Pro League mùa giải tiếp theo vẫn giữ được độ nhiệt của thời điểm này, thì lời đề nghị đó rõ ràng là không dễ để chối từ. Tuy nhiên thì giá trị của Mbappe có được thể hiện vững vàng tại Premier League hay không thì vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Nhất là khi anh phải đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng công, điều mà Salah vẫn đang làm rất tốt kể từ khi cập bến đội chủ sân Anfield cho tới nay. Số bàn thắng ít nhất mà anh ghi được trong một mùa giải là con số 22, thêm vào đó là chỉ số kiến tạo cũng đa phần ở ngưỡng 2 con số. Chẳng những thế, Salah là một cầu thủ chơi ở hành lang cánh phải, một khu vực mà Mbappe bất đắc dĩ mới phải chám vào. Từ khi kỷ nguyên của Jurgen Klopp với Liverpool gây dựng được tiếng vang lớn, Salah luôn là một phần trong đó, khi có sự phối hợp cùng với Roberto Firmino, Sadio Mane để tạo nên tam tấu hủy diệt, và ngay cả bên cạnh là Diaz cùng với Nunez, Gakpo, thì giá trị của Hoàng đế Ai Cập vẫn là không thể thay thế được. Nếu như Mbappe đến, Salah đi, thì ít nhất còn có khoảng trống để người hâm mộ thành Merseyside tạm quên đi huyền thoại của mình. Còn nếu để cả Mbappe và Salah trong đội hình, chắc là Jurgen Klopp muốn đứt tay thật chứ chẳng đùa. Theo những gì mà cuốn sách mới của Roberto Firmino, Si Senor, My Liverpool Years đã xác nhận, thì Salah và Mane chưa bao giờ thực sự nhìn nhau trong khoảng thời gian cùng thi đấu tại Merseyside. Từ việc không chuyền bóng khiến cho chân sút người Senegal nổi đóa trong trận đấu vào năm 2021, cho đến cuộc chia ly không thể tránh khỏi, những dấu hiệu đã đều có đủ để khán giả có thể tự mình đưa ra kết luận. Firmino đã có đôi lời như thế này: "Đối với nhiều người, sự bất đồng đó trong trận đấu giữa Burnley, giữa Sadio và Mo là lần đầu tiên. Đối với một số người, đầu tiên và cuối cùng. Nhưng tôi biết nó đã diễn ra từ mùa trước, 2018-19. Bản năng và nhiệm vụ của tôi là xoa dịu tình hình giữa họ, đổ nước vào lửa, không bao giờ đổ xăng. Họ chưa bao giờ là bạn thân, mỗi người đều tỏ ra thận trọng. Thật hiếm khi thấy hai người họ nói chuyện và tôi không chắc liệu điều đó có liên quan đến sự cạnh tranh giữa Ai Cập và Senegal trong các giải đấu châu Phi hay không. Tôi thực sự không biết." Cùng sở hữu phẩm chất của một thủ lĩnh, cùng có tham vọng trong màu áo đội tuyển quốc gia, có thể thấy Salah cùng với Mane có nhiều hơn là 3 điểm tương đồng. Khi cái tôi không ai nhún nhường ai, lâu dài thì chắc chắn sẽ có những vấn đề. Nên Salah cùng với Mbappe khi cùng trong đội hình, có khi mọi chuyện còn khó kiểm soát hơn nữa.
Hoàng đế Ai Cập đang là người thống trị, là đầu tàu, thì bây giờ phải nhường lại hào quang đó cho một cái tên trẻ hơn, sở hữu mức lương gấp vài lần mình. Kylian Mbappe cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về sự đồng đội trong cách chơi của mình. Điều đó càng thể hiện rõ hơn trong mùa giải 23-24 này, khi mà số đường kiến tạo của siêu sao người Pháp chỉ mới dừng lại ở con số 3 sau 24 lượt trận. Nếu Mbappe tham vọng hơn ở đầu ra bàn thắng, có nghĩa là Salah, Nunez và Gakpo sẽ phải chấp nhận vai trò kém nổi bật hơn. Dĩ nhiên, không phải cầu thủ nào cũng muốn như vậy. Nếu Liverpool muốn trở thành đội bóng cạnh tranh với Real Madrid cho thương vụ Kylian Mbappe, vậy thì họ cần phải đưa ra một đề nghị tương xứng. Kền kền trắng được cho là sẵn sàng trả mức lương lên tới 26 triệu euro và tiền ký hợp đồng lên tới 113 triệu bảng. Một con số hơi quá sức với lữ đoàn đỏ. Đem Mbappe về, quỹ lương bị phá vỡ, trật tự trong phòng thay đồ bị phá vỡ và có thể đến cả cách chơi cũng phải thay đổi. Nó khiến việc Jurgen Klopp dù có được cung cấp một kinh phí dồi dào, chắc là ông cũng không thực sự đánh giá cao mức độ khả thi của thương vụ này cho lắm. Không sai thì chẳng có gì phải sửa. Liverpool vẫn đang cho thấy sự trở lại vô cùng mạnh mẽ trong mùa giải năm nay với sự cách mạng ở hàng tiền vệ. Chỉ cần khối động cơ trở lại với sự dẻo dai thường thấy, một ứng viên vô địch ở cả 4 đấu trường đã tiếp tục xuất hiện. Hàng thủ đang trở nên chắc chắn hơn trước khá nhiều, mà ngay cả khi phải nhận bàn thua sớm, nó lại bất ngờ trở thành sự kích thích, giúp sức mạnh thực sự trên hàng tấn công của Liverpool được bùng nổ. Có hàng tá những ví dụ về hành trình lội ngược dòng của câu lạc bộ này chỉ riêng trong mùa giải 23-24. Hàng tiền vệ mới toanh, hàng thủ vẫn đủ tốt, còn hàng công thì chất lượng miễn bản. Vậy thì việc đem tới một thay đổi lớn nhằm mục đích gì? Rồi thì những lùm xùm mà trong 2 năm trở lại đây, Mbappe vẫn đã và đang tiếp tục là tâm điểm từ bàn đàm phán cho đến phòng thay đồ. Ngay cả khi những câu chuyện này đều có sự sắp đặt phía sau hậu trường, nó chỉ càng cho thấy rằng Kylian chưa chắc đã là một mẫu cầu thủ sẵn sàng cống hiến trong màu áo một câu lạc bộ. Liverpool thì có thể là nơi thích hợp hơn nhiều so với Paris Saint-Germain cho cuộc chiến danh hiệu. Nhưng nếu mục tiêu của Mbappe thì lại chỉ là việc săn lùng những bản hợp đồng béo bở thì sao? Mbappe là fan của CR7 và sự xuất hiện của anh thì có được lòng của cổ động viên thành Merseyside hay không? Việc sở hữu một cầu thủ chất lượng miễn bàn như là chân sút 25 tuổi thành Paris thông thường sẽ chẳng có điều gì để cân đo đong đếm cả. Nhưng số 7 của Paris Saint-Germain thì vẫn đang cho thấy mình đang là một con dao hai lưỡi với bất cứ đội bóng nào rước anh về ở thời điểm này, chứ không chỉ có mỗi Liverpool nữa. Thời gian thì cứ qua đi, tuổi trẻ của Mbappe sẽ chẳng còn được mãi. 25 tuổi trong thời đại bóng đá của các thần đồng như hiện nay cũng chẳng còn là quá trẻ nữa. Đến Real Madrid để thỏa ước mơ của bản thân hay đến Liverpool để báo hiếu với mẹ. Nhưng chắc người hâm mộ đại chúng cũng chẳng còn hướng ánh mắt với nhiều hy vọng về ninja rùa này như trước. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nếu như anh có gia hạn hợp đồng để rồi lại khiến những ông lớn kia mừng hụt, thì đó cũng chỉ là một thước phim chiếu lại 2 năm về trước mà thôi.